Thưa các bạn, vừa qua trên trang blog Phản động Việt Tân vừa đăng tải một bài viết của nickname GB Nguyễn Hữu Vinh. Theo như bài viết này, thì vào ngày 22 tháng 9 năm 2017, hàng trăm người dân thuộc huyện Lộc Hà đã đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để yêu cầu giải quyết đền bù cho những thiệt hại của họ bởi thảm họa Formosa. Đoàn người đi khiếu nại ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã dựng lều và hạ trại trước cửa Ủy ban Nhân dân đề nghị tỉnh có người đến làm việc với nguyện vọng chính đáng của họ. Thế nhưng thay vì đáp ứng những nguyện vọng đòi hỏi chính đáng của người dân, đồng thời là trách nhiệm của chính quyền các cấp từ cơ sở đến trung ương, thì nhà cầm quyền đã cho công an an ninh canh giữ và hăm dọa cũng như tháo dỡ lều bạt của người dân. Việc phá dỡ lều bạt, phá hoại tài sản của người dân đã bị người dân phản ứng và họ đã bị đàn áp. Hậu quả là Nguyễn Thị Hồng đã phải vào bệnh viện thành phố Hà Tĩnh cấp cứu. Đọc bài viết này, chúng ta thật thấy đáng thương cho gã có nickname là GB Nguyễn Hữu Vinh. Không biết là hắn được trả bao nhiêu tiền để viết một bài xuyên tạc trắng trợn sự thật đến như vậy. Là một người dân bình thường, chúng ta hiểu rằng vụ việc Formosa, những người dân chịu ảnh hưởng đã được đền bù thỏa đáng và đã yên tâm đánh bắt thủy sản và đã ổn định lại cuộc sống. Và trên hết là không bao giờ có chuyện lại có hàng trăm người dân lại kéo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 22 tháng 9 và càng không bao giờ có chuyện chính quyền đàn áp nhân dân. Đây là một bài viết xuyên tạc trắng trợn và thể hiện bản chất phản động và ngu dốt của bè lũ Việt Tân. Tôi không phủ nhận rằng trước đây đã có một số vụ việc người dân tụ tập đòi phản đối công ty Formosa. Điển hình là vụ việc tụ tập của bà con giáo dân Kỳ Anh vào ngày 1 và ngày 2 tháng 9 năm 2017. Nhưng đó là do một số kẻ lợi dụng kích động, tuyên truyền không đúng sự thật nhằm gây mất trật tự. Khi tìm hiểu sâu vấn đề cho thấy thì đa số bà con tham gia tụ tập đều bị một số đối tượng tuyên truyền không đúng với sự thật về quan điểm, chủ trương của nhà nước, chính quyền địa phương về giải quyết đền bù và kiểm soát chất thải của Formosa. Đa số bà con tham gia gây rối trật tự công cộng, thậm chí một số phần tử quá khích còn tiến hành tấn công lực lượng cảnh sát cơ động. Song, bản chất của vụ việc tụ tập hai ngày qua ở đây xuất hiện hai vấn đề mà theo một số bà con kể lại cho biết do một số kẻ đội lốt công giáo tiến hành. Thứ nhất, chúng tuyên truyền về việc Formosa tiếp tục được sự hậu thuẫn của quan chức trung ương và địa phương để rồi công ty này tiếp tục gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân mà trực tiếp là người dân ở vùng án. Đây là luận điệu không thể chấp nhận và không bao giờ đúng. Bởi lẽ sau sự cố Formosa xả thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bồi biển vùng 4 miền Trung, 4 tỉnh miền Trung, Đảng nhà nước đã có nghiêm túc nhìn nhận và tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn như yêu cầu công ty bồi thường, tiến hành kiểm soát chặt chẽ chất thải do Formosa thải ra và sử dụng nhiều biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo sức khỏe, đời sống cho người dân. Phải chăng thời gian qua, nỗ lực mà chính quyền nhà nước tiến hành không đủ để người dân tin? Mặt khác, sự việc không chỉ bó hẹp trong phạm vi của 4 tỉnh miền Trung nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Formosa, mà còn là sự chú ý, quan tâm của người dân cả nước. Điều này cho thấy rằng sự kiểm soát của các cơ quan chức năng đối với Formosa lúc này là rất an toàn, đúng tiêu chuẩn và rất chặt chẽ nhằm không để Formosa tiếp tục tái diễn vi phạm lần thứ hai. Thứ hai là một số kẻ tuyên truyền về việc bồi thường của Formosa sẽ chẳng thấm vào đâu. Nào thì bà con không nhận được hoặc nhận được thì cũng chỉ là số tiền ít ỏi, cũng giống như việc hỗ trợ gạo. Luận điệu này vẫn là những luận điệu xuyên tạc, đánh lừa người dân. Việc tiến hành bồi thường do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, kiểm soát rất chặt chẽ nên mọi khoản tiền đã đến được trực tiếp người tay người dân và nhằm đảm bảo để người dân ổn định cuộc sống và sẽ ổn định một cách bền vững. Như vậy, chúng ta thấy rằng vụ việc Formosa đã được giải quyết ổn thỏa và như vậy không có chuyện người dân bị ảnh hưởng bởi hậu quả của vụ xả thải chưa được đền bù, lại tụ tập hàng trăm người để khiếu kiện. Càng không có chuyện chính quyền đàn áp để có người phải nhập viện ở đây. Nếu có thì chỉ là hành động kích động chống đối chính quyền của một số kẻ cơ hội chính trị. Rằng sẽ điều tra, làm rõ để xử lý những kẻ phần tử này và mong bà con luôn tỉnh táo, không để trở thành con rối trong tay của chúng.